Theo số liệu từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, hiện thành phố có hơn 99.000 căn hộ cho thuê với hơn 723.000 phòng. Số người thuê đạt 1,7 triệu người, trong đó thì có 886.000 công nhân. Mới đây thành phố có chủ trương sẽ xây 1 triệu căn nhà giá rẻ nhằm thay thế chung cư cũ, nhà trên kênh rạch và khu nhà trọ để người lao động, người thu nhập tiếp cận được với môi trường sống tốt hơn. Tuy nhiên, chủ trương này sẽ khó được hiện thực hóa khi mà quỹ đất ngày càng khan hiếm, với những bất cập vướng mắc trong chính sách vẫn còn tồn tại, khiến doanh nghiệp chẳng mặn mà đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Theo dự kiến, khu đất rộng 5 hectare này phải đang là một công trường xây dựng 4.000 căn nhà ở xã hội. Thế nhưng, giờ đây nó vẫn là khu đất cỏ mọc xanh bởi doanh nghiệp chưa thể xin được giấy phép xây dựng. Chủ doanh nghiệp này cho biết, từ tháng 3 năm 2019 đến nay, hồ sơ xin quyết định chủ trương đầu tư của dự án vẫn đang nằm tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Và đây mới chỉ là bước đầu tiên trong quá trình đi xin giấy phép xây dựng của dự án. Hiện nay tất cả các dự án nhà xã hội đều không phù hợp quy hoạch. Vì lý do ngày xưa chúng ta phủ quy hoạch cách đây hơn 10 năm và nó đã bị lỗi thời. Và trong cái đoạn quy hoạch chúng ta đâu có chỗ nào mà chỉ định là xây dự án nhà ở xã hội. Chính vì vậy mà dự án nhà ở xã hội hiện nay tất cả xin đều không phù hợp quy hoạch, phải được chính quyền cục bộ. Và mỗi cái câu chuyện đều chính quyền cục bộ không nó kéo dài hàng 1-2 năm. Chúng tôi đã phát triển được 20 năm về cái phân khúc này. Nhưng mà thủ tục chúng tôi thấy càng ngày càng khó. Nhưng mà nếu mà kéo dài mà chúng ta không ban hành được một cái quy trình, cái thủ tục riêng cho nó thì chúng tôi cũng phải xem xét lại. Thì giai đoạn đó chúng tôi sẽ tiến hành xin các dự án nhà ở thương mại, chúng tôi sẽ ngưng cái dự án nhà ở xã hội không triển khai nữa. Lê Thành là một trong số ít đơn vị thực hiện các dự án nhà ở xã hội cho người lao động tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, những vướng mắc trong thủ tục hành chính cũng đang khiến doanh nghiệp này nản lòng. Hiện thủ tục đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội chưa có một quy trình riêng mà hoàn toàn giống như các dự án nhà ở thương mại với 5 bước. Thời gian lý tưởng để xong các thủ tục cũng đã kéo dài 2 năm. Còn nếu vướng mắc ở khâu nào thì không biết bao giờ mới được xây dựng. Bên cạnh đó, xây nhà ở xã hội còn tạo ra nhiều cái khó cho doanh nghiệp, nên dù thanh khoản tốt, nhiều đơn vị cũng không mấy mặn mà. Cái ông mà thương mại đất của tôi mua, anh thẩm định tiền sử dụng đất như tôi đóng, và tôi xây bao nhiêu lời hay lỗ là chuyện của tôi, lời bao nhiêu tôi quyết định giá bán bao nhiêu cũng là cuộn chuyện của doanh nghiệp. Nhưng đối với nhà ở xã hội không được phép. Mà xin thưa nói hơi nó tiêu cực tí, xin thưa xin để phê duyệt gọi là cái giá bán không là đi xin, rồi chờ qua sở ban ngành duyệt, rồi đi xin duyệt dự toán, rồi là xin duyệt cái đối tượng mua nhà ở xã hội. Nếu như anh mà bán cái đối tượng đó sai, doanh nghiệp bị phạt. Rồi thế thì làm sao doanh nghiệp người ta có mặn mà? Cái mục tiêu 1 triệu căn nhà của thành phố chúng ta, tôi cho rằng tầm nhìn khoảng 10 năm, đây là một cái kỳ tích của thành phố chúng ta luôn nếu chúng ta làm xong. Và đây là một cái, phải nói là một sự đột phá. Và để đạt được cái sự đột phá này thì chúng ta cũng phải có một sự đột phá thứ hai đi song hành với nó, chính là đột phá cả thủ tục hành chính riêng cho những cái phân khúc này. Thì chúng ta mới đạt được cái thành tựu có 1 triệu căn nhà ở giá thấp, nhà ở xã hội trong tương lai. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, thực tế đang tồn tại 5 điểm nghẽn kìm hãm doanh nghiệp tham gia vào phát triển nhà ở xã hội. Đó là ách tắc nguồn vốn do chậm bố trí ngân sách làm vốn mồi, nhà ở xã hội bị áp thuế cao hơn luật định, hạn mức lợi nhuận toàn bộ dự án không vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư, trong khi doanh nghiệp phải đối diện với loạt chi phí không tên và rủi ro về pháp lý lớn. Xây nhà ở xã hội, doanh nghiệp khó không chỉ ở khâu xin giấy phép, mà khi xây dựng xong, doanh nghiệp cũng bị hậu kiểm rất chặt và kỹ hơn cả nhà ở thương mại. Chính vì vậy, khi chưa có khung tiêu chuẩn, quy trình riêng, thì loại hình nhà này khó mà thu hút nhiều doanh nghiệp cùng tham gia.